Nôn 500k trả em đây. Ủi điều ấy nhở, rõ ràng 300. Đặt có 300. 200k tiền nhận hộ. Cái gì này? Sao là... Sao lại tặng cái gì đấy? Tay nữa. Mày lại chọc điên rồi đúng không? Hai đứa mày cứ nhây nhây, trẻ trâu vãi. Thế... Tao mỗi lần mà tao chọc điên Hân, mỗi lần Hân bực nhìn đáng yêu vãi. Đáng yêu? Đợi đến lúc nó đấm cho mày vỡ mồm, xem mày có thể đáng yêu hay không. Tỏ tình mà bị ăn chồi, chắc trên đời này chỉ có mình tao thôi nhỉ? Công nhận. Tao nghĩ cứ thấy buồn cười mãi. Mà nhiều khi tao vẫn nghĩ nhá, không biết hồi đấy cái Hân nó tưởng tao trêu nó thật, hay đó cũng chỉ là cái cớ để cho nó nói không với tao thôi. Cũng là một khả năng. Nhưng mà tôi nói thật, may mà hai ông bà không yêu nhau ấy, chứ không làm gì có chuyện làm bạn đến giờ này. Mày nói cũng đúng. So với những kẻ đến và đi thì tao lại muốn được ở bên nó mãi mãi như thế này. Ê, úi trời ơi, chị làm gì ấy? Tôi đang chờ điện thoại. Trời ơi, em chỉ nhấc lên tí thôi, có làm nhỡ cuộc nào của chị đâu mà chị xoắn lên hết. Tôi xoắn bao giờ? Vâng, không xoắn. Một khi đã bước ra làm ăn là phải giữ cái đầu lạnh và một trái tim cực kỳ bình tĩnh. Thế mà bảo em bổ cao mà chả ăn tí nào. Tôi ăn bao giờ là việc tôi, cô cứ phải nói nhở. Chị có cần em pha cà phê cho chị bình tĩnh hơn không? Tôi mất bình tĩnh bao giờ? Ui dồi, tay cứ xoắn lên. Vớ vẩn. Pha cà phê đi. Người ta tâm lý như thế mà cứ mắng người ta. Anh 30 rồi đấy, sống độc lập không có mẹ hầu không được à? Em cứ phải nói mẹ nhở. Có phải cái gì mẹ cũng sai em đúng hoàn toàn đâu. Em chả sai lè lè ra. Con không tới cây à? Chắc là mẹ đi lâu mà nhớ mẹ, nó hèo mấy hôm mà. Cứ như thế này á, mẹ không đồng ý cho ở riêng đâu. Lần sau hết thì phải mở cái mồm ra, đừng có làm cái trò đấy.